Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay ngày 19 tháng 6, trên thị trường vàng thế giới giá vàng đã giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay sau khi đã tăng 1% trong phiên giao dịch trước đó. Cụ thể như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bản tin giá vàng ngày hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tiên là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Giá vàng thế giới đã giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng nay, sáng 19 tháng 6, giá vàng giao ngay không đổi ở ngưỡng 1.763,8 USD trên ounce. Trong khi giá vàng giao tháng 6 giảm 0,59% xuống ngưỡng 1.764,3 USD trên một ounce. Như vậy, giá vàng đã giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay vì sức mạnh của đồng USD tiếp tục gia tăng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác và làm giảm đi sức hấp dẫn của kim loại quý này. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ tăng 0,49% lên ngưỡng 92,325 điểm. Vàng đã tăng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ 6, ngày 18 tháng 6, lấy lại phần nào từ những đợt giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố kết quả cuộc họp diễn ra vào đầu tuần. Ngày 16 tháng 6, Fed đã gợi ý về việc xem xét có nên giảm chương trình thu mua tài sản và đưa ra dự đoán về đợt tăng lãi suất đầu tiên sau đại dịch vào năm 2023. Các nhà phân tích cho biết việc vàng giảm dưới các mức giá kỹ thuật chính là tín hiệu giảm giá hơn nữa. Tuy nhiên, theo một mô hình quen thuộc hiện nay, động thái vàng gần đây đã vượt xa cả biến động của đồng USD và tỷ giá thực. Điều này cho thấy nó sẽ đảo chiều giá tăng trong những tuần tới, theo Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý. Lãi suất cao hơn dẫn đến việc chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cao hơn, theo Reuters. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, thị trường vàng đã trải qua một tuần biến động cực mạnh khi cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã khiến nhiều nhà đầu tư lao đao. Họ lựa chọn bán vàng khi mà có khả năng Fed sẽ sớm thu hẹp gói mua tài sản và sớm tăng lãi suất 2 lần trong năm 2023 do áp lực lạm phát gia tăng. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau quyết định của Fed, giá vàng đã bốc hơi gần 100 USD trên mỗi ounce. Về tình hình đầu tư vàng tại SBDR Gold Trust, quỹ tín thác vàng thế giới, quỹ này đã bán 3,79 tấn trong phiên thứ 5, giảm lượng vàng nắm giữ về 1.041,99 tấn sau khi thủng mốc 1.800 USD, và cũng nhiều nhà đầu tư lựa chọn đặt lệnh bán. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Tại thị trường vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 18 tháng 6, giá vàng SJC phục hồi tăng trong khoảng 40.000 cho đến 150.000 đồng trên lượng tại một số hệ thống kinh doanh vàng bạc. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng trong nước tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán, hiện tại niêm yết ở ngưỡng 56,20 cho đến 56,80 triệu đồng trên mỗi lượng. Tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng giá vàng SJC 60.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 40.000 đồng trên lượng ở chiều bán và niêm yết ở ngưỡng 56,27 cho đến 56,74 triệu đồng trên mỗi lượng. Giá vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long hiện tại đang được niêm yết ở ngưỡng 51,99 cho đến 52,59 triệu đồng trên mỗi lượng. Giá vàng trang sức cũng giao dịch ở ngưỡng 51,25 cho đến 52,35 triệu đồng trên lượng. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 56.150.000, bán ra 56.750.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. SJC Hà Nội mua vào 56.150.000, bán ra 56.770.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 56.300.000, bán ra 56.850.000. Doji Hà Nội mua vào 56.200.000, bán ra 56.800.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội chiều mua vào là 56.100.000, bán ra 56.700.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Eximbank
chiều mua vào là 56.450.000, bán ra 56.950.000. Ngân hàng ACB mua vào 56.100.000, bán ra 56.600.000, giảm 250.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. Đầu tiên với SJC Đà Nẵng, mua vào 56.150.000, bán ra 56.770.000. SJC Nha Trang, mua vào 56.150.000, bán ra 56.770.000. SJC Cà Mau, mua vào 56.150.000, bán ra 56.770.000. SJC Bình Phước, mua vào 56.130.000, bán ra 56.770.000. SJC Huế, mua vào 56.120.000, bán ra 56.780.000. SJC Biên Hòa, mua vào 56.150.000, bán ra 56.750.000. SJC Miền Tây, mua vào 56.150.000, bán ra 56.750.000. SJC Quảng Ngãi, mua vào 56.150.000, bán ra 56.750.000. SJC Long Xuyên, mua vào 56.170.000, bán ra 56.800.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC giảm mạnh, dao động giảm từ 146 cho đến 350.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhẫn bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 51.400.000, bán ra 52 triệu, giảm 350.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng bố số 9, mua vào 51 triệu, bán ra 51.700.000, giảm 350.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K, mua vào 50.188.000, bán ra 51.188.000, giảm 347.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K, mua vào là 36.929.000, bán ra 38.929.000, giảm 262.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K, mua vào là 28.294.000, bán ra 30.294.000, giảm 204.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nữ trang 10K, mua vào là 19.711.000, bán ra 21.711.000, giảm 146.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác. Đầu tiên là nhẫn SJC 24K, mua vào 51.700.000, bán ra 52.300.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. P&G nhẫn 24K, mua vào 51.700.000, bán ra 52.300.000. Nhẫn Phú Quý 24K, mua vào 51.400.000, bán ra 52 triệu, giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả hai hướng mua và bán. P&G nữ trang 24K, mua vào 51.200.000, bán ra 52 triệu. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh, mua vào 50.300.000, bán ra 51.500.000, giảm 500.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán. PNG nữ trang 18K, mua vào là 37.750.000, bán ra 39.150.000, không có sự thay đổi nào về giá ở cả chiều mua và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.